Phước Yên TV. Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác đoạn đường từ Phà Kinh Nước Mặn đến ngã tư Chợ Núi. Phước Yên đang đi trên Phà Kinh Nước Mặn, chuẩn bị cập bến phía bên xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Phà đang đi ngang qua con sông Cần Giuộc rộng lớn. Phà Kinh Nước Mặn chạy từ khu vực chợ Kinh Nước Mặn thuộc xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, chạy qua xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Phà cập bến xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là đường DT826C. Con đường này nối liền với đường Lê Văn Lương thuộc huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này nhà cửa thưa thớt, hai bên chủ yếu là cánh đồng lúa. Vùng đất này, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa. Hai bên đường chủ yếu là trồng cây xanh và cánh đồng lúa. Phía trước là cầu Ông Hiếu. Đây là cây cầu kiểu cổ xưa làm bằng sắt. Nền cầu đổ bê tông có chiều dài 90m và chiều rộng 4m. Thank you.
Phong cảnh miền quê nhìn rất lý tưởng và thông thoáng. Cuộc sống người dân nơi đây thật yên bình. Nơi đây rất thích hợp cho người dân nghỉ dưỡng. Ngắm cây xanh và cánh đồng xanh bát ngát. Ngắm chim cò bay lả bay la và tiếng chim hót líu lo. Phía trước là cổng ấp văn hóa, ấp Nam, xã Đông Thành. Ở dưới quê, mỗi nhà đều thiết kế có sân ở phía trước nhà. Mỗi nhà thường trồng bông hoa và cây kiện. Đây là khu vực Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành và chợ Đông Thành. Ở chợ Đông Thạnh, buôn bán rất đông đúc. Phía trước là ngã tư chợ núi. Đi thẳng là hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Phước Yên rẽ phải đi vào đường DT19 là con đường đi qua chợ Tân Tập và đi xuống cảng quốc tế Long An. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác đoạn đường từ bến phà Kinh Nước Mặn đến ngã tư chợ núi. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên, xin vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.